xin chào các bạn ha, lại là Phu đây đến từ Phần Hôm. Thì hôm nay mình lại tiếp tục review một sản phẩm Transformer nữa. Và sản phẩm lần này nằm trong hãng MMC Mastermind Reaction với series Reformatic. Và nhân vật này có mã là R32R Straight Reedic. Thì do tính với bản quyền cho nên là hãng không đặt tên đúng được ha. Chứ tên đúng của nhân vật này là Creed đó các bạn, nằm bên phe Autobot đó. Và chuyên sử dụng kiếm, rất là xịn sò luôn các bạn. Thì nếu bạn nào mà từng xem kênh của mình lâu thì sẽ biết mình đã từng review cái con nhân vật giống y chang nhân vật này rồi. Đó, chính xác là như vậy các bạn. Chỉ nhớ các bạn qua tốt luôn. Đây, con nhân vật này. Đó, nhưng mà hai con này là khác nhau nha các bạn. Một bên đó là sẽ là phiên bản là R32 Tray. Còn ở đây sẽ có thêm một cái chữ R nữa nha các bạn. Đó là hai phiên bản khác nhau ha. Đây. Đó, thì dễ thấy hơn là các bạn sẽ thấy là cái hộp nó sẽ có là một bên là 2018. Đó, và một bên là 2020. Thì nếu bạn nào mà chưa xem cái clip review ngày xưa của mình đó về con nhân vật này thì có thể xem lại ha, đường link ở trên đây nè. Đó, và trong cái clip này mình chủ yếu mình sẽ so sánh hai con nhân vật này với nhau để xem coi nó sẽ khác nhau như thế nào nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng unbox ra nha. Ta-da! Và đây là toàn bộ phụ kiện chúng ta có được ha. Thì trong một box mình sẽ có quyển sách hướng dẫn nè, một tấm thẻ, một bộ kiếm như thế này. Thì đầu tiên là về cái quyển sách hướng dẫn này thì trong đây là nó gần như nó copy trang luôn, từ con cũ qua, chả khác gì hết ha các bạn. Đó, thì cho bạn nào mà chưa xem cái mẫu truyện này có thể xem lại ha. Đó, cho mình nào xem thiết kế vẽ cũng rất là ngầu, rất là đẹp luôn. Đó, vẽ này kia, quấn khăn áo choàng này kia các kiểu, nó y chang như cuốn sổ cũ vậy, chả khác gì hết các bạn. Đó, còn về cái tấm thẻ này thì tấm thẻ này mình thấy làm cũng rất là đẹp. Đó, xịn sò, bằng nhựa, rất là ok luôn các bạn. Đó, rất là thích cái kiểu thẻ bằng nhựa kiểu như thế này. Đó, và đây là bộ kiếm chứ tôi mà. Thì đầu tiên mình sẽ có thanh kiếm dài như thế này. Đó, nhìn cũng rất là xịn sò này kia các kiểu. Thì mình có thể mở được cái phần lưỡi ra các bạn. Đó, mở dịch ra thôi, rất là đơn giản luôn. Nhưng mà mở ra nhiều nó sẽ bị chóc ha, cái lớp bạc ngay đây. Đó, chắc bạc cũng không có được tốt mấy. Nói chung là nó sẽ cạ vô đây, nó trước sau nó cũng sẽ chóc thôi các bạn. Và so với cái thanh kiếm cũ á thì thiết kế gần như nó y chang nhau luôn, chả khác gì hết. Đó, đây là thanh kiếm cũ ha, đây là mới. Đó, thì nó sẽ khác nhau về cái gì, về cái màu sắc. Mình thấy á, là cái thanh kiếm ở trên đây nè, nó sẽ có cái màu ngã tím một chút xíu, nhạt nhạt chút xíu. Còn ở đây nó sẽ có cái màu đen tuyền ha, khác nhau về cái màu sắc một chút xíu thôi, cái tông màu thôi các bạn. Kế đến là mình sẽ có hai cây đao kiểu như thế này nha các bạn. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn, xịn sò này kia các kiểu, bằng nhựa ha, chứ phải kim loại ha. Thì so với cái hai cây đao ở phiên bản cũ thì gần như nó giống nhau 100% luôn, chả khác gì hết. Và mình cũng thấy được cái điểm khác nhau là cái màu dưới đây nè, nó sẽ đen tuyền. Còn màu trên đây nó sẽ không phải đen tuyền mà sẽ kiểu mà nó mờ mờ chút xíu. Nó không phải là đen hẳn luôn các bạn, nó cũng là màu đen á, nhưng mà cái màu đen nó sẽ không phải là đen đen thui luôn. Đó, nó sẽ khác nhau chút xíu ha, về cái màu sắc, cái cường độ màu thôi các bạn. Thì về phụ kiện á, là mình có thể gắn phía dưới chiếc xe ha, cho bạn nào chưa biết ấy. Thì gắn rất là đơn giản thôi, mình sẽ thấy có hai cái lỗ ngay đây các bạn. Ở dưới đây sẽ có cái rãnh ha. Thì mình sẽ trượt xuống, đó, trượt xuống như thế này. Đó, rồi việc gắn vào thôi, rất là đơn giản luôn. Còn về cái thanh kiếm dài là mình sẽ tách ra làm đôi. Đó, cái phần lưỡi á, mình sẽ gắn ở dưới đây. Đó, gắn vô, đút vô. Còn cái phần này ở đây sẽ có cái lỗ ha, trên đây sẽ có cái gờ này, thì mình gắn vào thôi. Rất là đơn giản luôn. Đó, vậy là xong, phụ kiện mình có thể gắn vào hết. Đó, tránh làm mất này kia kiểu, rất là thích kiểu thiết kế như thế này luôn. Ôn, ta-da! Và đây là em nhân vật chính ta ngày hôm nay ha, một em xe màu trắng rất là đẹp luôn, thật sự mình rất thích luôn các bạn. Đó, thì mình đã có từng nói về review về con nhân vật này rồi, coi như cũ, chính xác con cũ ấy, thì nó thiết kế y chang con cũ thôi, chả có gì hết. Đó, rất là đẹp luôn, rất là thích luôn. Và mình cực kỳ thích luôn, nó rất là gọi là chắc chắn luôn, chứ nó không có ập ẹp này kia kiểu ha. Mình ghét cái kiểu mà transform xong rồi nó bị sức chỗ này sức chỗ kia, rất là khó chịu luôn. Và trên cái con này thiết kế nhìn rất là đẹp đó các bạn. Đó, nó không có ập ẹp ha. Phần kính này mình có thể mở ra được. Đó, nhưng mà chả có gì trong hết. Chả hiểu được. Đó, và nổi bật nhất là mình sẽ thấy cái dòng chữ tiếng Hoa ở đây nè các bạn. Đó, thì dịch ra là từ quyết định ha. Mình chả hiểu tại sao có từ này ở đây, thì bạn nào mà biết thì có thể comment dưới giúp mình ha. Đó, nhưng mình nghĩ là chắc là quyết định mua con này là chính xác rồi. Đó, kiểu như vậy. Đó, thiết kế nhìn rất là đẹp luôn, bánh xe chuyển động rất là mượt mà nè. Đó, xoay nè 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 nè. Và mình có một cái chia sẻ các bạn ha, là cái phần lưỡi kiếm này nè, sau khi mình gắn vào vậy á, đó, nó khá là yếu nha các bạn. Đó, bạn nhìn nè. Đó, thì khi mà gắn vào là các bạn nhớ là cẩn thận. Đó, mình nghĩ là cẩn thận. Tại vì nhiều khi mình lỡ mình quẹt tay á, chúng như thế này nè. Đó, mình cầm lên sơ ý hay này kia kiểu nó có phải làm gãy ở đây không? Thì nếu mà không cần thiết hay này kia kiểu thì mình tháo ra đi, chứ đừng có gắn vô kẹo nó gãy cái mang quạ nữa, khổ nữa ha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau so sánh cái phiên bản mới và phiên bản cũ xem nó khác nhau thế nào các bạn.
Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau so sánh giữa phiên bản mới, phiên bản cũ dạng xe ha. Thì phiên bản mới sẽ nằm tay phải màn hình các bạn, còn phiên bản cũ sẽ nằm tay trái. Đó, thì điểm dễ nhận thấy nhất á, đầu tiên luôn á, là cái phần á, phiên bản mới á, phần đầu xe này sẽ có dòng chữ tiếng Hoa ngay đây. Đó, còn phiên bản cũ nó sẽ không có ha, nó là sẽ trống trơn như vậy luôn. Còn phiên bản mới á, cái phần kính xe này sẽ là màu đen tuyền luôn. Còn phiên bản cũ á, cái phần kính xe sẽ là màu trà. Đó, nó sẽ khác nhau ha. Đó, và tổng quan cả hai con nhân vật này đều màu trắng hết, nhưng mà điểm những cái chi tiết ở đây các bạn, đó mình sẽ thấy được là bên đây sẽ màu xanh, còn bên đây sẽ là cái màu dạng màu kem ấy. Và trên đây cái màu sắc trên đây nó cũng khác nhau nha các bạn, một bên là màu xanh, còn bên đây xanh dương này, bỏ bên dạng xanh ngọc đó. Và khi mà nhìn bên hông chiếc xe đó có hai dạng xe, thì mình cũng thấy về thiết kế y chang như nhau luôn, nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Ở dưới đây mình sẽ thấy được là màu trắng hết này, này kia, ít sơn phết, còn trên đây sẽ là sơn phết có những cái màu này kia điểm thêm. Đó, nó khác nhau về màu sắc thôi. Thì tổng quan về thiết kế của hai chiếc xe này gần như nó giống y chang nhau, chả khác gì hết. Đó, y chang nhau từ trước ra sau luôn, không khác gì hết nha các bạn. Đó, nhưng mà ở phiên bản mới này nó sẽ có cái điểm cải tiến và mình đánh giá rất là cao luôn. Đó, cái điểm cải tiến đó thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem này, là cái phần ngay đây nè, mình sẽ thấy hai cái chốt ở đây. Và nếu bạn nào từng sở hữu cái con nhân vật này rồi thì chắc chắn một lần đã từng gọi là tởn xém bị gãy hoặc là đã gãy rồi. Cái phần chốt ngay đây là mình chưa mở cái phần này lên mà mình đã kéo phần cánh tay ra rồi, quên mở các bạn, hoặc là như thế nào đó. Đó, nó có thể làm gãy cái phần chốt ở đây. Đó, và phần chốt đây khá là yếu luôn. Và ở trên phiên bản mới này, cái phần chốt này đã được gia cố làm dày hơn rất là nhiều luôn. Bạn sẽ thấy này, có một cái thanh chặn ngang, là cái thanh này sẽ làm gọi là ít bị gãy hơn. Đó, và cái phần này cũng dày hơn các bạn, ít bị gãy hơn. Và ở phiên bản cũ bạn thấy không, đó nó sẽ không có ha, khác nhau rất là rõ rệt luôn. Một cái điểm nhỏ này mà mình thấy rồi mình đánh giá rất là cao luôn ở phiên bản mới này luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau gọi là transform đó hai cái con nhân vật này sang robot như thế nào. Nhưng mà ở trong cái clip này mình sẽ không transform, hướng dẫn các bạn transform nữa ha, tại mình đã từng review con nhân vật này rồi và hướng dẫn transform rất là kỹ luôn. Thì bạn nào muốn transform con nhân vật này á, coi á, có thể coi cái đường link mô tả phía dưới ha. Đó, mình có để cái đường link này, con nhân vật này bạn có thể coi lại. Và bây giờ mình sẽ trực tiếp đi vào dạng robot luôn nha các bạn. Ok, vậy là cuối cùng mình cũng đã transform được con nhân vật này rồi, từ dạng xe sang dạng robot ha. Thì trong cái clip này mình sẽ không hướng dẫn transform con nhân vật này, tại mình sẽ dành thời gian để làm cái clip review so sánh hai con nhân vật cho bạn xem đấy. Và nếu bạn nào muốn xem thì có thể xem cái đường link review cũ của mình ha, mình đã hướng dẫn transform con nhân vật này rất là cặn kẽ luôn trong con nhân vật cũ ấy. Đó, thì ở trên con nhân vật mới này thì như các bạn thấy đó, đầu tiên là tổng quan về thiết kế nhìn rất là ngầu các bạn. Như là dành cho những bạn nào mà thích kiểu đam mê những con mà cầm kiếm kiểu giống như mình đấy thì thôi luôn, con nhân vật này có quá đỉnh luôn, thiết kế quá đẹp luôn, nhìn nó ngầu thì thôi luôn, bà thành kiếm quả đã luôn các bạn. Đầu tiên là về phần đầu con nhân vật mình sẽ thấy này, rất là đẹp trai luôn, thiết kế rất là chi tiết, rất là sắc nét luôn, nhìn rất là đã luôn các bạn. Thì nhìn qua bên hông một chút xíu bạn sẽ thấy nó cầu vai này, thiết kế đồ sơn phết này kia, nhìn nó ngầu thì thôi luôn á, nhìn nó ra con rít nhìn nó ngầu kinh khủng khiếp luôn các bạn. Đó, phần ngực con nhân vật này theo mình thấy á, nhìn rất là đẹp và nó là một cái điểm cải tiến ha. Đó, so với con nhân vật cũ thì một chút mình sẽ show cho các bạn xem. Đó, và nhìn xuống dưới một chút xíu bạn sẽ thấy là cái phần bao kiếm con nhân vật này, hai cái bao kiếm hai bên nhìn nó ngầu, và đó là cái điểm nhấn cho con nhân vật này luôn, mình thấy là khá là ngầu các bạn. Đó, về phía sau lưng con nhân vật thì mình thấy là nó không có ra ba lô nha các bạn. Mình sẽ thấy là cái phần kính xe đó nó sẽ là kiểu theo cá nhân của mình, mình thấy nó là cái tà áo là cái gì đó thì nó thích hợp hơn, nó đúng hơn. Đó, nhìn nó khá là gọn gàng này kia kiểu, chứ nó không có ra ba lô. Phần chân con nhân vật thì thiết kế nhìn cũng rất là đẹp, gọn gàng này kia, các kiểu đồ sơn phết cũng rất là tỉ mỉ. Đó, và cái thiết kế của con nhân vật này sẽ tăng biên độ cơ động rất là nhiều đúng không bạn. Đó, trên con nhân vật này và mình đánh giá rất là cao luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau so sánh con nhân vật, hai con nhân vật này cũ và mới sẽ như thế nào và xem chi tiết luôn nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau so sánh hai con nhân vật này dạng robot nha các bạn. Thì bên đây sẽ là con nhân vật mới, còn bên đây sẽ là con cũ ha. Thì đầu tiên là về phần đầu con nhân vật nè, hai là phần đầu nè, là thiết kế y chang nhau luôn, chả khác gì hết nha các bạn. Đó, về sơn phết, nhưng mà nếu bạn nhìn kỹ bạn sẽ thấy là cái màu mắt nè các bạn, màu mắt ở con nhân vật cũ này nó sẽ là cái màu tím tím, còn màu mắt á, ở trên cái con nhân vật mới này á, nó sẽ là màu xanh lá cây. Hai con màu mắt nó khác nhau ha. Đó là cái màu mắt bên đây màu tím nè, bên đây sẽ là xanh lá cây này. Đó, còn về phần ngực con nhân vật á, tổng quan về phần ngực á, thì mình thấy là cái phần ngực bên đây nó sẽ vuông vức. Đó, nó không có góc cạnh nhiều, mình sẽ thấy đây. Còn ở bên con nhân vật mới này các bạn, đó mình sẽ thấy phần ngực nó sẽ có những cái hốc lỗ đây nè. Đó, hai bên nó sẽ khác nhau ha. Đó, và ở dưới đây nó cũng khác nè các bạn. Ở dưới đây bên đây sẽ có cái hốc lỗ đây. Đó, nhìn nó góc cạnh hơn, nhìn nó đẹp hơn, nó nhiều chi tiết hơn. Còn bên đây thì nó không có ha bạn, nó vuông vức luôn. Và cái màu sơn nó cũng khác nhau các bạn. Đó, rất là dễ nhìn thấy luôn.
Thì khi nhìn qua bên hông nè các bạn, mình sẽ thấy tổng quan về thiết kế nó y chang như nhau, chả khác gì hết ha. Nó chỉ khác nhau về cái gì? Nó chỉ khác nhau về cái màu sắc thôi. Đó là màu sắc ở đây, và bên đây mình sẽ thấy được cái màu kiểu mà màu kem ấy, đó được sơn phết, còn bên đây sẽ là màu bạc, rồi bên đây sẽ là trắng hẳn luôn. Và ở đây được sơn màu bạc, còn bên đây sẽ không ha. Đó, như tổng quan về thiết kế y chang như nhau. Về sau lưng thì hai con y chang nhau hết. Đó, chả khác nhau về màu sắc cũng như thiết kế này kia các kiểu hết. Và nhìn xuống một chút xíu mình sẽ thấy này, cái phần tà phía trước nè. Đó, hai con nhân vật mới và cũ nó sẽ khác nhau ha, rất là rõ ràng luôn. Bên con này mình sẽ thấy được là thiết kế cái cục màu vuông vuông vàng vàng ở đây nè. Đó, nó thiết kế xuống như thế này. Và bên đây nhìn nó sẽ khác đi một chút xíu. Nhìn nó sẽ gọn hơn, nó không có còn vuông vức kiểu thế này nữa. Bên đây nó sẽ kiểu vuông vức này kia từ trên xuống dưới, còn bên đây nó sẽ góc cạnh này kia kiểu, nó sẽ khác nhau ha. Đó, và khi nhìn bên hông mình cũng sẽ thấy này, là hai cái phần bao kiếm này nó cũng khác nhau về cái phần màu sắc. Đó, cái dòng chữ ở đây thôi. Còn về tổng quan về thiết kế nó cũng đều y chang nhau nha các bạn. Đó, chả khác gì hết. Đó, nó chỉ khác nhau về cái phần tà ngay đây thôi. Và đây phần chân con nhân vật ha. Thì cả hai con nhân vật mới và cũ nó đều thiết kế y chang như nhau luôn về phần chân. Chả khác nhau về thiết kế nhưng sẽ khác nhau về màu sắc ha. Giống như ở đây nó sẽ là màu trắng, còn ở đây sẽ là màu vàng. Đó. Và cái điểm nổi bật nhất là ở trên cái con mới này nè các bạn, là cái phần ngay đây nè, đó đã được sơn cái màu kiểu màu metallic á, còn bên đây là màu thường bình thường thôi. Đó, hai con nhân vật nó sẽ có cái màu khác nhau ha. Đấy, bên đây màu metallic nó sẽ ánh hơn, còn bên con cũ thì nó sẽ không có, nó sẽ là cái màu bình thường thôi nha các bạn. Đó. Thì tổng quan thì nó là khác nhau về màu sắc thôi. Mình thấy ở dạng xe đó nó sẽ rõ chi tiết này hơn. Đó, còn dạng robot thì mình sẽ thấy thiết kế nó sẽ y chang nhau, chả khác gì hết. Ok, vậy là mình cũng đã so sánh thành công hai con nhân vật này rồi. Thì theo như mình thấy á, là tổng quan về thiết kế hai con nhân vật này y chang nhau luôn, chả khác nhau về cái gì hết á. Nhưng mà nó sẽ khác nhau về những cái điểm thiết kế, như là cái phần ngực và phần tà nó sẽ có khác nhau. Đó, nó cải tiến hơn, nhìn cái con mới nhìn nó góc cạnh hơn này kia kiểu như nó đẹp hơn. Thì theo cá nhân của mình thì mình thích cái điểm cải tiến đó, nhìn nó ok, nó ổn rất là nhiều. So với con cũ thì nhìn nó khá là cục mịch, nó vuông vức này kia kiểu ấy, đúng không? Cái con mới sẽ nhô cái phần ngực ra, nhìn nó ngồn ngồn hơn, nó cơ bắp hơn, đúng không? Còn về chất lượng nhựa thì mình thấy chất lượng nhựa là cả hai con đều rất là tốt luôn. Hãng MC Mastermind Reaction làm nhựa rất là tốt, và sơn phết cũng vậy, rất là ok luôn. Đó, cả hai con đều giống như nhau, thực hiện rất là tốt luôn về những cái điểm này. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi qua phần khớp và huy động cơ động ha, để xem cái con mới này nó như thế nào nha các bạn. Thì đầu tiên về phần đầu của nhân vật, mình có thể xoay qua phải này, có thể xoay qua trái, có thể nhìn lên, có thể nhìn xuống, đó, rất là linh hoạt luôn. Đó. Về khớp vai của nhân vật mình sẽ có hai khớp nha, một cái khớp ở trong đây và một cái khớp cầu. Thì cái khớp trong á, mình có thể đưa lên, đưa xuống được như thế này, đó, rất là chắc chắn luôn. Và mình có thể xoay được 360 độ, rất là linh hoạt. Đó, và cũng rất là chắc chắn nha các bạn. Đó, ngoài ra là mình có thể đưa ra phía trước, đưa ra phía sau, đó, rất là linh hoạt luôn. Ở phần khớp ngay đây mình có thể xoay được 360 độ các bạn. Đó, và cực kỳ linh hoạt luôn. Ở phần khuỷu tay con nhân vật mình sẽ có hai khớp nha. Khớp đầu tiên ngay đây và khớp thứ hai ở đây. Mình khớp đầu tiên mình có thể gặp được một góc 90 độ thế này. Đó, và khớp thứ hai ngay đây mình có thể gặp lên một góc cao hơn. Đó, và mình có thể xoay cái phần khuỷu tay này qua. Đó, để tăng biên độ cử động. Ở phần bàn tay con nhân vật mình có thể xoay được 360 độ. Đó, ngoài ra là mình có thể nghiêng xuống, nghiêng lên được ít nha các bạn. Đó, và ngón tay này mình có thể mở ra và sẽ có một ngón ngay đây có thể cử động được nha các bạn. Về phần eo của nhân vật mình có thể xoay được 360 độ, rất là linh hoạt luôn và rất là chắc chắn nha các bạn. Đó, ngoài ra là cái phần bao kiếm này mình có thể chuyển động cực kỳ linh hoạt và rất là chắc chắn luôn, không có bị lỏng lẻo, đưa lên đưa xuống được nha các bạn. Ở khớp háng của nhân vật thì mình có thể đá ra phía sau như thế này, đó, rất là chắc chắn luôn, và đá ra phía trước cũng vậy, rất là chắc chắn. Và khi đá sang ngang, đó, mình thể đá như thế này cũng rất chắc chắn nha các bạn, rất là tốt luôn. Ở phần khớp ngay đây mình có thể xoay được 360 độ, rất là linh hoạt và cực kỳ chắc chắn. Ở khớp gối của nhân vật mình sẽ có hai khớp nha. Khớp đầu tiên ngay đây mình có thể gặp được một góc như thế này, và khớp thứ hai ngay đây mình có thể gặp được hơn. Đó, tăng biên độ cử động rất là nhiều luôn nha các bạn. Ngoài ra cái phần tà phía trước này mình có thể xoay được qua phải, xoay qua trái, đưa lên đưa xuống để tăng biên độ cử động của khớp gối nha các bạn. Ở phần bàn chân của nhân vật thì mình có thể xoay được 360 độ. Đó, cực kỳ tốt luôn. Ngoài ra mình có thể nghiêng sang phải này, nghiêng sang trái. Đó, rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Mình có thể nghiêng lên, nghiêng xuống được. Và phần mũi chân này mình có thể chuyển động được luôn nha các bạn. Và phần gót chân cũng như vậy luôn. Đó, giúp cho nhân vật tô thế rất là dễ luôn nha các bạn.
Ok, vậy là mình cũng đã review xong về khớp cũng như biểu đồ cơ động trên con nhân vật này rồi. Thì trên con mới cũng như con cũ theo mình đánh giá là khớp cực kỳ tốt nha các bạn. Đó, con nào biểu đồ cơ động cũng rất là tốt luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào phần cuối cùng nha các bạn. Đó là chính là tổng kết để xem con nhân vật này có đáng mua là không nha. Ok, vậy cuối cùng mình cũng đã review thành công nhân vật này rồi. Vậy em nhân vật này có đáng mua là không? Thì theo cá nhân của mình là em này rất là đáng mua các bạn. Hầu như là tất cả những con nhân vật của hãng MNC Mastermind Creation đều đáng mua. Vậy nếu con nhân vật này với con nhân vật cũ thì như thế nào? Thì theo như mình á, thì mình sẽ mua con nhân vật mới nha các bạn. Đó, con nhân vật này mới được cải tiến hơn, tốt hơn này kia kiểu. Chắc chắn là phải hơn con nhân vật cũ rồi. Đó, thì cuối cùng là quyền quyết định của năm các bạn thôi, mình không thể nào bắt ép các bạn mua được đúng không? Đây chỉ là nhận định cá nhân của mình. Đó, thì cuối cùng clip cũng đã quá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này, và đừng quên để làm một like, một share và đăng ký kênh với mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. We'll be right back.